Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày Valentine's Update Patch. Tính ra là bộ cái đống up, cái update này đọc có vẻ không có quá là tệ. Đương nhiên là sẽ có những cái tệ riêng của nó, nhưng mà mình nghĩ là về phần lớn mình thì mình là người mẹ rất là tích cực, cho nên là mình thấy nó ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ đọc và mình sẽ phân tích cái tốt và cái xấu của cái update lần này. Ok, xin chào đặc vụ. Đây là xem phát của Marvel Future Fight. Những siêu anh hùng gần đến tẹo nhưng mà khỏe vãi đái đã đi vào thế giới lượng tử siêu nhỏ và siêu nguy hiểm. Đó chính là mẹ cái phim của update này là Quantumania Ant-Man and the Wasp. Thì hôm ngày mai mình cũng sẽ đi xem phim luôn của mình, và mình sẽ đăng hết nội dung lên YouTube cho anh em xem cùng, đỡ phải tốn tiền đi xem giảm. Rồi, Ant-Man sẽ có tier 3, Wasp và Giant Man sẽ có Potential Transcendence, và Cassie Lang sẽ có nhân vật mới Modok lên tier 3, là có Legendary Battle Quantum Conquest. Ok, và một số thay đổi khác nữa thì đấy là cái phần chính của mình thấy hay. Đó, đầu tiên nhân vật mới Cassie Lang, con gái của Scott Lang, thì con này là free, lấy được từ Hero Chest bình thường, từ những cái chỗ mình hay đi kiếm á, kiểu Bio Selector á, và có thể kiếm được ở Legendary Battle nữa luôn, rất là dễ kiếm. Rồi cái lead của nó tăng credit cho tất cả đồng minh là 18%. Nội tại số 1 của nó, đây là cái đầu tiên mình thấy Sida này, cho tất cả những ai là Speed Type, tăng 15% damage lên phản diện và chính diện, và tăng Dodge Crit là 25%. Mình không hiểu là tại sao bây giờ ông tăng 15% thì ông tăng làm cái mẹ gì nữa, tôi cũng không nghĩ. Tức là có méo mó thì vẫn hơn không, nhưng trong khi những con support xịn, ví dụ như là Echo, như Valkyrie, như là Mystic, như Taskmaster, rẻ đi những con đắt nhá, rẻ hơn như Taskmaster này, White Fox cũng là bình thường khá rẻ này, ngon hơn nhiều đúng không? Từ từ nghĩ đã. Ancient One, Cyclops, nói chung nhiều con lắm, rất là nhiều con support được, nó cho 30, 35, 40, 45, 60% damage lên phản diện villain, trong khi con này đã tăng 15%. Mình không hiểu là để làm cái lý do gì nữa. Đấy là một. Rồi tiếp tục đọc này, chia số 1 và số 2 không có gì. Số 3 thì có hồi máu 7%, chắc là kiểu hồi liên tục giống như kiểu Moonstone. Có accumulation là 1%. Chiều số 4 của nó thì có immunity là 100%, có tăng damage là 100%. Và chiều số 5 của nó là có remove buff từ của đối phương này, invincibility này, và tăng attack là 50%. Thì nó cũng khá là ổn, không có gì quá đặc sắc, nhưng mà cũng không có gì là tệ. Nhưng mà khi mà lướt xuống dưới này thì anh em sẽ thấy là nó không có tier 3, nó không có potential transcendence, tức là con này sẽ chỉ nằm ở tier 2 thôi. Giống kiểu M'Baku bây giờ cho tier 2 thì chơi kiểu gì. Đương nhiên là đối với người mới thì con này rẻ thì cũng là nâng lên. Như hôm nay trên Discord mình cũng vừa khuyên một người đó, một bạn đó là người mới thì không nên tiêu tiền crystals vào việc mua uniform bọn Iron Man hay là Cap hay là Hulk làm gì cả, mà kiếm những con là free mà chơi được. Thì mình nghĩ là đây là một trong những con như vậy để tier 2. Nhưng mà trong khi những con lên tier 3 được nó còn tồn tại, ví dụ như là mình có thể nâng xem nào, ví dụ mình có thể nâng như kiểu là Cersei chẳng hạn này, hay là mình có thể nâng những con khác mà nó rẻ, nhưng mà mình không nghĩ ra. Thực ra cũng không có quá là nhiều, nhưng mà tức là có những con khác ấy, nó lên được tier 3, lên được Transcendence đó, thì giả sử như kể cả Beast cũng được, nó làm nó support cũng được đúng không? Chứ còn bây giờ nâng những con như vậy lên thì giá trị của nó rất là thấp. Đây này, Scarlet Spider này, ngon vãi đái à. Đó, hay là chắc cũng hết rồi, cũng ít thật đấy. Nói chung ý của mình ấy, nó là nên để tier 2 này, chả tác dụng gì cả. Và tương lai này của nó, ví dụ anh em chơi được, tại vì bây giờ để máy của Boss Legend mình nghĩ là chỉ cần độ vài tháng thôi đúng không? Tức là sau khi vài tháng chơi xong là mình sẽ vứt con này đi rồi, không có tác dụng gì nữa ngoài Shadowland. Và mình thấy là nó khá là phí, và hoàn toàn là nó xứng đáng. Tại vì á, anh em lướt xuống dưới này thì con Wasp và thằng Giant Man có chiều 6 với nhau, hỗ tần với nhau, tại sao không cho thêm con Cassie vào đúng không? Biết là tức là Wasp với cả Giant Man là kiểu
không biết gọi là mối quan hệ là gì, nhưng mà Giant Man là anh team đi, còn Wasp là kiểu đối đệ hay gì đấy, hay bạn bè gì đấy đi, thì ok. Nhưng mà thêm con Cassie và nó không quá chuẩn, nhưng mà nó cũng không có quá là lệch, tại vì các ông làm những cái con support khác nó cũng tương tự, các con transcendence khác nó cũng tương tự như vậy rồi. Giả sử như con Kate Bishop Hawkeye này nó có chiêu transcendence với cả Echo, hai cái đứa này nó quan hệ mẹ gì đến nhau, đúng không? Cho nên không thể nào lấy cái lý do là không, vì bọn nó không có quan hệ mật thiết cho nên là không cho vào chiêu được. Hai con này có quan hệ mẹ gì? Echo với Hawkeye, hai con này đến trong phim nó còn gần như là không có nói chuyện với nhau, không có tiếp xúc với nhau luôn ấy, mà nó gây cho vào đây được. Không hiểu vì lý do gì mà nó không cho Cassie với cả Wasp với cả Giant Man và Mosquito, thà không cho Giant Man ở đấy mà để cho Wasp với cả Cassie vào nhau thì một team có khi nó lại còn hơn. Nhưng mà thôi ok, đấy là mình chửi qua một chút về cái đấy. Và vào đây nào, rồi tự nhiên không dùng được ở trong game nữa. Ok, bây giờ sang đến nhân vật khác này, đó là Ant-Man thì bây giờ sẽ giảm giá 1050 crystal. Anh em đừng mua vội, tại vì mình có một số cái phải nói đến sau, cái gì đấy từ từ tính sau. Uniform effect của nó thì có chiến damage 15%, có cutback immunity, tức là cái này rất 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 là tốt khi mà đánh với, sử dụng như là đánh với Nu hay là đánh với Mephisto. Phần phase break của nó cutback mình rất là nhiều, thì khi mà mình có cái immunity, mình có miễn nhiễm với cả cái cutback này ấy, thì mình sẽ không bị giật đầu lại nữa, rất là tốt rồi. Và có cả giảm damage nhận vào là 20%, tức là rất là tốt cho phòng thủ, con này rất là ok. Rồi chiêu cuối của nó, mình không có biết chiêu cuối cũ của nó thì có cái gì, nhưng bây giờ thì nó có tăng không quan tâm mình, đối phương đặt về mình thì có tăng dodge rate, ignore dodge là 80% penetration, invincibility, tăng attack là 60%, và thế thôi, hết rồi. Chiêu nội tại số 1 của nó thì có tăng 40% tấn công vật lý. Chiêu nội tại số 2 của nó, chiêu 2 của nó thì có skill damage bonus damage là 40%, 40 rất là cao luôn, mình nghĩ đây là con số cao nhất từ trước đến giờ. Mình nghĩ đợt update trước có một AD 35 thì phải, thì con này đã lên đến 40, tức là rất là cao rồi. Và khi tấn công thì sẽ có khả năng increase guarantee dodge rate là 87%, tức là nó sẽ dodge rất là nhiều. Mình nghĩ là dodge sẽ phải ngang ngửa hoặc là hơn cả Spider-Man luôn. Đó, chiêu số 1 thì không có gì, có Fracture thì sẽ đi được ABL này. Số 2 có stun incapacitation không quan trọng. Số 3 thì có stun, có giảm size của đối thủ là lại là 50%, nhưng mà không tác dụng đến con boss cho nên không quan tâm. Và trong mình thì có 1,2% accumulation, tức là chiêu số 3 này sẽ end đầu tiên, sau đó sang chiêu số 4 5. Rồi, số 4 thì có silence, có hồn máu 25%, khá là ổn. Có tăng attack, tăng defense và các thứ cũng ok. Số 5 thì có vẫn vậy, không có gì nhiều, một cái bóc 100% thì khả năng là vậy thôi, và lúc nào có cái bóc 100% này luôn thì cũng khá là tốt. Rồi nói chung là về những skill thường Ant-Man thì cũng ổn. Sang đến Wasp này thì vẫn tất cả vẫn như vậy. Bây giờ cái information của nó, effect của nó là tăng 20% máu cho đồng minh, và cái leadership của nó bây giờ tăng attack cho đồng minh là 30%, phòng thủ 20% và tốc độ là 10%. Thì bây giờ thay vì là chỉ đặt ở vị trí support thôi thì có thể đặt nó ở lead và nó sẽ rất là tốt cho PvP, khá là ok. Rồi passive của nó thì không có gì nhiều. Nói chung về skill con này thì mình không nghĩ là có gì quan trọng cả, chủ yếu nó sẽ dùng để làm support và hoặc là lead cho PvP thì cũng ok. Rồi sang đến Modok thế bây giờ thì có cái lead khá là ngon cho tất cả đồng minh, là tăng 45% energy attack, và cái nội tại của nó sẽ miễn nhiễm với cả snare, charm và mind control, không có quá là quan trọng. Tier 2 passive nội tại của nó thì có ignore dodge là 20%, skill damage bonus damage là 40% và 35%, cũng khá là cao. Số 1 không có gì, số 1 có silence, số 2 có paralysis, số 3 không có gì nhiều, số 4 có burn, tức là thằng này có các cái chiêu để cho AD ABX, tức là nó sẽ có thể thôi nha, có thể
sẽ thay thế được Magneto, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không được đâu. Tại vì mình nghĩ là Magneto sẽ dành cho những kiểu cá voi whale mua uniform đắt tiền rồi rage các thứ vào lên level tier 4. Còn thằng này thì sẽ là dành cho cá con, tức là ai không có tiền mua Magneto hay là không có gì cả thì đây sẽ là version chạy tiền TABX cho cái ngày Blast Villain. Mình nghĩ vậy. Rồi một lớp tier 3 thì có burn, có mind control paralysis, không có gì quá là nhiều. Ok. Rồi sang đến tier 4 của thằng Ant-Man thì đọc luôn trước nhé. Đó là nó tăng tất cả attack tấn công cơ bản là 70%, tăng kích cỡ kích thước của nhân vật là 30%, tăng và tất cả tấn công cơ bản là 30% nữa, tức là tổng cộng tấn công cơ bản của nó sẽ tăng là 100%. Tại sao không gộp vào là một mà làm hai câu khác nhau như này, chả hiểu. Xong rồi tăng phòng thủ là 30%. Thì vấn đề đầu tiên ở cái tier 4 này, tức là mình chưa biết là nó khỏe mạnh, khỏe yếu như nào nha. Mình nói trước về cái vấn đề kiểu vĩ mô trước đi. Đó là một là tất cả các tier 4 gần đây, tức là từ Spider-Man này, từ Magneto, không biết Magneto có cái gì nữa, rồi Shadow Shell, rồi tất cả những tier 4 gần đây đều như này hết, đều chỉ tăng mỗi attack cơ bản hết, không có gì đặc biệt. Ví dụ anh em nhìn về những cái tier 4 đầu tiên, ví dụ Iron Man tăng phòng thủ, tăng tấn công này, xong rồi thêm một cái giáp này để phòng thủ tốt hơn này là một, hay là Thor tăng damage dựa trên lightning resist này, hay là Moon Knight tăng cả phòng thủ, tăng cả tấn công, rồi máu vừa các kiểu, hay là Hulk tăng tấn công, tăng 200% damage lên những người thằng nào nhiều máu hơn mình. Và mình không nhớ cái ngược lại là gì đấy, tại gọi là giả tăng phòng thủ lên những đứa nào ít máu hơn mình. Đã lại là vậy, tức là nó rất là sáng tạo, nó có nhiều sự đa dạng. Nhưng mà tất cả khoảng, mình không nhớ bao nhiêu, nhưng mình cứ coi như là chục con gần đây đi, tất cả chúng nó đều damage na ná như nhau, thực sự là rất là chán và không có một sự sáng tạo nào hết. Thà nó thay đổi lại, thà nó dùng lại những cái cũ, như kiểu giả sử nó úp lại cái Moon Knight vào đây chẳng hạn. Thế giả sử là cho Iron Man có khả năng tấn công, xong rồi mẹ tạo một cái gì đấy hồi máu ra, lượng tử lượng hồi máu gì đấy thì nó ok. Chứ bây giờ nó lại copy EC của những con gần đây với nhau, nó rất là chán đúng không? Rồi vấn đề thứ hai là tăng kích cỡ của nhân vật lại 30%. Mình không hiểu là để làm cái gì, tại vì mình không biết là nó có tác dụng gì trong game luôn đấy. Tại vì giả sử như Hulk có đợt nó tăng 30% thì nó thể hiện được cái đang tăng máu, tăng tấn công gì gì đấy. Nhưng mà thằng Ant-Man này khi mà nó tăng 30% thì nó sẽ được cái gì? Và một thằng một tí như vậy tăng thêm 100, một ít phần trăm thì nó cũng không hiểu lắm. Đấy, thì đấy là cái phần thứ hai đấy, thì là do mình không có hiểu biết về game kỹ. Nhưng mà phần một thì chắc chắn là mình thấy là nó rất là lười, game dạng này rất là xì đa ở cái khoản là phát triển ý tưởng mới. Đó, ok. Rồi Wasp và Jarman có cái mới không quan trọng lắm, không quan tâm. Legendary Battle thì bây giờ có cái này, có được Cassie và quà nhá, mình xem quà luôn nhá. Tức là vẫn có như mọi khi, đó là 2.500 mở extreme rồi này nọ này nọ. Quà này bên trái không quan trọng tại vì đồ vẫn xì đa như vậy. Bên phải thì nó cho một cái artifact của Wasp, ok, một cái hack potential realization ticket số 2, ok, Modok icon, ok, và CTP of Insight. Thì CTP of Insight nó không phải là một CTP tệ, đúng không? Và bản thân mình có khi bây giờ mình đang cần CTP of Insight cho thằng Ghost Panther, hoặc là cho con Polaris chẳng hạn. Thế thì có thể mình sẽ mua bộ này, mua cái này. Nhưng mà bây giờ nó rất là lâu rồi. Ngày xưa ví dụ như là đánh hồi Spider-Man Far From Home này, hay là Ant-Man and the Wasp số 2 thì phải nó cho CTP Selector, đúng không? Và nó có rất là, tức là từ lâu rồi đấy, họ đã cho cái đấy rồi, mà tại sao dạo gần đây nó chỉ cho một CTP thôi? Và bây giờ 2023 rồi, đừng có keyboard như vậy nữa, cho người ta chọn CTP đi. Tại vì Insight cũng ngon, bây giờ cho người ta chọn Rage, chọn Energy, chọn Judgment đi. Chứ để Insight là, trừ khi nó muốn mình
Reforce CTP Insight. Sắp có ra Reforce thì cũng tạm tạm, nhưng mà mình nghĩ là vẫn là không có ngon lắm. Mình nghĩ vậy. Mình nghĩ là cái này nên là CTP Selector thì hơn. Mình thì không phải là tham đâu, nhưng mà mình nghĩ là một cái bước phát triển ấy, để mà tăng quà cho nhân vật ấy, cho người chơi ấy, thì đây là một cái ngưỡng rất là dễ và kiểu trả tốn mấy ấy, đúng không? Đó, mình nghĩ vậy. Ok, sang đến Guide Quest. Cái này là cái tốt này. Đó là đầu tiên nó sửa cái Guide Quest cho mọi người. Anh em nào chưa xem Guide Quest hướng dẫn thì có thể vào cái clip ngày xưa mình có làm nhiều lắm rồi. Rồi ngày xưa yêu cầu để mà lên tier 3 Guide Quest đó, thì ngày xưa yêu cầu hoàn thành cái Guide Quest đó, thì là 10 cái tier 2 và một cái tier 3 là xong. Bây giờ thì nó còn là 3 tier 2 và 2 tier 3. Đó. Thì vấn đề ở đây, một là ông trên Discord có nói, ông đệ trên Discord có nói, đó là ngày xưa được 10 cái này rất là tốt cho người mới, bây giờ còn có 3 con free thì nó không có ngon nữa, thì nó cũng là, nói chung là cũng hơi thọt. Nhưng bây giờ được 2 con tier 3 thì cũng rất là ngon và rất là có lợi cho người mới, đúng không? Giả sử và tất cả những ai mà đã đi Guide Quest ngày xưa như mình rồi chẳng hạn thế, thì bây giờ có thể đi Guide Quest một lần nữa với điều kiện là trong những con yêu cầu đấy mình chưa lên tier 3, thế thôi. Rồi. Đó, mình nói hết cái đấy rồi. Và bây giờ đây là những cái mới này. Đó, thì anh em để ý nha, tại vì cái này trông có vẻ, nhìn cái bảng này trông có vẻ ngon, nhưng mà thực sự là những con nào mà nó có cái xanh lá cây không zoom được nhỉ. Nó có cái xanh lá cây ở góc in ở góc cái biểu tượng á, thì là những con đấy phải trả tiền thì mới mở được ra, tức là có một cái pack ở dưới này là 5.750 crystal thì mới mở được ra. Nhưng mà nói chung là có Iron Man, có Cap, Black Widow, có Spider-Man và Vision là đã là ngon rồi. Và lý do ngon tại sao á thì mình sẽ nói ở đây. Đó là ở đây, tức là tất cả những cái uniform, tức những cái bộ uniform của bọn này sẽ được reset thành bộ mới nhất và giảm giá còn 875 crystal, rất là tốt. Giả sử Ant-Man của nó không còn phải là bộ Ant-Man Endgame nữa chẳng hạn thế, mà bây giờ nó sẽ là bộ Ant-Man Quantumania, hay là ví dụ như là Iron Man thì nó sẽ không còn phải là Iron Man Superior nữa, mà nó sẽ là Iron Man Back to Basics, Captain America Back in Basics, Spider-Man Back to Basics chẳng hạn thế. Và cả những con, về những con mà kiếm tiền ạ, trả tiền ạ, thì Kinect cũng có bộ mới, Thor bộ mới, Hulk bộ mới, Venom bộ mới. Đó, rất là ngon luôn. Rất là, anh em nào mà nâng được những con này lên ấy thì rất là lãi nha. Và cái thứ hai nữa là những cái này không cần phải đợi uniform sale, cho nên là anh em làm xong anh em mua luôn bộ mới, rất là tốt cho người mới. Đó. Rồi. Bây giờ cái thời lượng chơi Guide Quest á, nó cũng ngắn hơn. Tức là ngày xưa có 60 và 90 nhiệm vụ ở đây, thì bây giờ nó chỉ còn có là 30 và 40 nhiệm vụ thôi. Cũng rất là rẻ, và một số yêu cầu với bạn đây không quan trọng lắm. Rồi, artifact mới thì không có gì quá là quan trọng. Ant-Man thì sẽ là PvE artifact tăng damage lên boss type là 20%. Ok. Con này là con free này. Con nếu mà anh em mua ở Legendary Battle Extreme á, thì được cái này, nhưng mà nó là cho bản thân, cho nên là cũng không có quan trọng lắm. Và những con còn lại cũng không có gì quan trọng. Bây giờ mình có cái này. Ok, icon mới thì có Kang. Quên mất nữa là không có Kang ở đây. Thì mình nghĩ là Kang sẽ giống như Go, đó là xuất hiện ở trong Legendary Battle. Sau đó sẽ xuất hiện ở trên một là Gomez Legend, hai là Giant Boss Red. Mình mong là Giant Boss Red hơn, tại vì là mình đang hiện tại đang game đang thải ra quá là nhiều Gomez Legend. Vừa ra Go xong, chưa kịp xả hơi thì đã ra Jean Grey mới ra được vài tháng, giờ lại ra thêm Kang nữa, thì thực sự là rất là khó để mà theo kịp, và cái độ khó của nó cũng tăng rất là nhanh. Thì thà giờ là một con Giant Boss Red, thì giả sử Jean Grey mình đang đánh Giant Boss Red trong vòng 1 đến 2 phút chẳng hạn thế, thì bây giờ đánh Kang mất đến 5 phút là độ khó tăng rồi, mà nó vẫn là ok, miễn là quà nó phù hợp là được. Và nó vẫn cho bio của Kang để mình có thể mở Kang để mình chơi được, ok đúng không? Đó, đấy là ý theo như mình nghĩ. Rồi,
informed question không quan trọng. Rồi nó có một số những cái thay đổi khác mà mình thấy khá là hay này. Đầu tiên là có một cái khái niệm mới, đó là uniform ticket, tức là anh em có thể dùng uniform ticket này để đổi lấy một uniform khác. Nó khá là hay. Giả sử mình có uniform ticket, một cái vé mua uniform này, như kiểu anh em có vé mua Uniqlo chẳng hạn, hay là vé mua bò sữa chẳng hạn thế, thì ra vào cửa hàng thay vì mình trả tiền thì mình đổi vé đấy lấy một cái bộ quần áo là xong. Thì bây giờ yêu cầu á, những uniform đấy á, sẽ không áp dụng cho những cái này nhá. Đầu tiên là uniform không có giá 1750 crystal, đó là những uniform ví dụ như là của Jean Grey là 2500, thì anh em sẽ không thể dùng cái vé này để đổi được, đúng không? Thứ hai nữa là uniform mùa như kiểu là của Magneto, của Kingpin hay gì đấy, của mùa Giáng sinh, mùa hè á, thì sẽ không đổi được. Tiếp nữa là những tức là những uniform nào mà đang kiểu mùa hiện tại, tức là về giả sử update này về Ant-Man, thì anh em sẽ không được dùng cái vé này để đổi lấy bộ của Ant-Man, mà anh em chỉ có thể đổi lấy những bộ của ngày xưa, ví dụ như của Spider-Man hay là của Kazan đó, và uniform của Guardians of the Galaxy cũng không được, đúng rồi. Ok, họ nói chung quan trọng là chỉ có thế thôi. Rồi XP, thẻ kiếm XP á, ngày xưa khi mà ấn á, nó hay bị kiểu anh em phải tính kỹ để mà lúc mà giả sử mình dùng thẻ đến đây xong rồi chỗ còn lại nó sẽ tự đầy, nhiều khi mình không có đến cuối đấy thì nó sẽ bị kiểu thọt mất cái thẻ của mình và rất là phí tiền. Thì bây giờ anh em có thể dùng cái đấy để điền nó, cái này nó sẽ là mình dễ hình dung hơn là mình sẽ đi đến đâu sau khi thêm cái bonus đến. Rồi nói chung là cũng khá là ok. Rồi cái dispatch rift này mình không có dùng nhiều, không quan tâm lắm. Đại loại là nó có hiện cái này ở đây, mình nghĩ vậy. Ok, số 4 không quan trọng. Số 5 có agent training mới, không có hiểu lắm, kệ đi. 6 không quan tâm. Số 7 đây cũng là hay này, đó là những cái skill này của Jim Quay là chia 3 và Neymar chiêu 5 và chiêu 6 sẽ không áp dụng ở Giant Boss Red nữa, tại vì hai chiêu đấy nó quá là, một là nó tỏa hết cả bản đồ, thứ hai nữa là nó làm lag cả máy và người chơi bị crash game đó. Tiếp tục cái này cũng rất là ngon này, chiêu số 8 này, tức là những ai đang đánh theo level đồ ở hạng đồng và hạng bạc thì sẽ không phải gặp những cái bọn nào mà có cấp độ cao hơn nữa, hình dung như vậy. Tại vì ví dụ anh em ngày xưa chơi cầm vào, ví dụ ngày xưa Nick đéo có gì cả, cầm Sharon với Luna Snow vào Final Battle đúng không, lại gặp quả mẹ Jean Grey tier 3 hay là gặp Spider-Man tier 3 là sẽ không còn chuyện đấy nữa, để mà anh em có thể đi từ bạc đồng và bạc lên vàng lên kim cương dễ hơn đó. Đại loại là vậy. Thì đấy, nói chung là mình kia mình dài quá mình không đọc nữa, mà clip cũng dài rồi, mình thấy là cũng ok. Thank you anh em, có ý kiến gì có thể comment cho mình biết. Thank you anh em, bye bye.